này liệu họ có điểm số hay không. Tối thiểu là một trận thắng ở trong ngày thi đấu này thì cơ hội để đi tiếp của họ sẽ là khá mong manh ở tuần thi đấu cuối cùng. Lorenzi tài lớn một cú sút xa rất nguy hiểm và bàn thắng đã tới. Thật là sông bắt đó một đường truyền cho Rodriguez vẫn được sút ngay nhưng phản xạ của thủ thành hai nó mang lại tiếp tục cho La Roque một quả phạt góc. Dạ bóng vào đánh đâu rất nguy hiểm và đã có bàn thắng số 2. Thôi liệu có sút sai không? Một pha sút sai rất tốt. Tuy nhiên hôm nay tiền vệ Vinastyle thực sự mà nói rằng có một ngày thi đấu có thể gọi là tròn vai mà thôi. Đánh đầu rất nguy hiểm, tiếp tục là một phản xạ rất xuất sắc của Thôi Lành Nguyễn Thương. Hóa giải những đường bóng phối hợp và bóng cầm rất tốt bên phía là hoa. Đây là một pha chọc khe, thủ môn quyết định. Vâng, thủ môn quyết định rất lưỡng lự, có phải đường bóng hay không? Suýt chút nữa Hàn Quốc đã phải trả giá với một pha. Sẽ chỉ có thêm 3 phút bù giờ mà thôi. Rồi, một cú sút rất bất ngờ của bạn. Chúng ta sẽ quay trở lại với trận đấu thứ hai. Và xoay sở của Rodriguez truyền cho đồng đội của mình. Đó có vẻ như là một tình huống. Liệu sẽ làm quả che bóng vào trong hay là sẽ có một bài phối hợp nào khác? Đánh đầu rất thoải mái. Pha đánh đầu là tốt nhưng không qua được thủ thành hai góc. Bóng là vẫn còn dành cho Lao hết. Đặng Kiên những chú sư học mình đọc. Đã phát bóng lên tốt. Đường chuyền dài đó hay dứt điểm ngay bởi Viet đánh sai đánh đầu. Tỷ số là 1-0. Và một pha ăn mừng lumberjack của James Rodriguez. Chúng ta hãy cùng xem lại. Một cú sút rất nguy hiểm. Vẫn còn. Bà Hoa đang làm tất cả mọi thứ để ngăn cản đối phương như vậy. Đặt bóng vào đâu nào. Rất nguy hiểm. Có một pha đánh đầu chuẩn nhưng không qua được tay của Nguyễn Thương. Tiếp tục là một pha cứu thua xuất sắc nữa nhưng bóng vẫn còn. Ba pha cứu thua liên tục. Còn Nguyễn Thương đang đảm bảo được cho Lao hết một khung thành rất chắc chắn. Hiệp 1 sẽ lỗi, hiệp 2 sẽ được bù giờ 4 phút mà thôi. Vinamigo họ đang đánh tất tay rồi, cơ hội cho Mulan không qua được Trinity. Đường phản công không như vậy, không muốn phản công, chỉ muốn phá bóng mà thôi. Ba trận đấu đã kết thúc.